Xin chào toàn thể quý cô bác, các anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác đã đến với kênh Tây Bắc. Hôm nay Tả lại đi vào một bản làng rất khó khăn. Đường ở đây đi rất là khó khăn. Hôm nay trời rất là quang tạnh nha quý cô bác. Nhân dịp trời đẹp thì Tả sẽ đi vào ngôi làng này. Phía đường ở trên này, đường chính là trên này. Bây giờ là Tả sẽ dẫn cái cô bác đến thăm một cái gia đình. Ở đây thì có ba anh em. Theo như thông tin Tả được biết thì ba anh em đã mồ côi cha mẹ, anh lớn thì cũng đã lấy vợ và còn hai em thì vẫn còn rất là nhỏ tuổi. Tin Tả được biết thì gia đình này là ở các gia đình kia. Kia là nhà em à? Hả? Phải không? Thế đi về được anh trai ở nhà không? Hai anh em đấy á? Không phải. À, cái đây là không phải anh em à? Là bà ngoại. Bà ngoại á? Đi về đi. Em tên là gì đấy? Em tên là Lý Thị Mẩy. Cái gì? Lý Thị Mẩy. Lý Thị Mẩy à? Em còn bố mẹ không? Bố mẹ em đi đâu rồi? Bố mẹ em đã chết rồi. Hả? Bố mẹ em chết rồi. Thế á? Hả? Anh trai của em lấy vợ chưa? Dạ, lấy. Lấy rồi à? Còn mà anh nó chưa lấy à? Chó ác quá nhỉ. Ở nhà em là anh trai cả của Mơ hay cái gì nhỉ? Mày. Mày à? Vâng. Anh trai cả đây à? Vâng. Anh lấy vợ đây à? Vâng. À. Còn một em đi làm nhưng mà. Đi làm đâu? Em sinh năm bao nhiêu đấy? Em của em đấy. Ừ. Sinh năm 2002 nhưng mà có em kia thì 2003. À, em lấy vợ lâu chưa? Em lấy được 3 năm. Lấy 3 năm rồi. Thế thì có cả con lớn này rồi nhỉ. Vâng. Anh nghe bảo là người này đây họ bảo là em là không có bố mẹ rồi, bố mẹ sao mất đấy. Đó là bố thì lúc em đang đi học kia thì không biết bố ở nhà uống nhiều rượu. Mẹ đi ngoài. Nên về thì bố uống nhiều rượu nhưng mà không biết tại sao lại mất. Về thì nó không có thở. Thế còn mẹ mẹ thì bị đau bụng đưa xuống Hà Nội chữa nhưng mà mấy bác sĩ ở dưới đấy bảo là mẹ thì bị đau dạ dày ấy. Thế bị dạ dày à? Vâng. Thế không chứa được à? Không chứa được. Sao? Vì kiểu như là bị thối hết. Không chứa được vì đi mổ hai lần rồi, không lần mấy năm trước đi mổ thì về thì khỏi nhưng mà năm nay mấy lần này đi thì không, kiểu như là mổ thì bác sĩ bảo là trong bụng thì thối hết. Không chứa được. Về mất lâu chưa? Mất được 2 năm. Thế thì cũng vừa mất thôi nhỉ. Em lấy vợ thôi mà mất nhỉ. Em nuôi hai đứa em luôn à? Vâng.
Thế một đứa là đi học rồi đúng không? Một đứa đi làm nhưng mà. À, để đi làm à? Anh tưởng từ đứa này là đi học lớp mấy? Đi học lớp 5. Lớp 5 rồi. À. Được học sinh giỏi không? Ở nhà này cũng đẹp, nhà xây cũng đẹp rồi đấy. Nên là tự em làm hay là bố mẹ làm cho? Ngày trước bố mẹ làm cho là em tự em làm. Nhà này bố mẹ mất thì tự em làm. À. Đi đâu chơi đây? Ừ. Em cũng được đấy, cứ biết làm thì biết làm thì kiếm tiền để làm nhà. Tạm thôi. Mấy năm trước là kiểu như là bố em đây làm nhà gỗ, nhà cái vầu kia kìa. À. Nhà cái vầu to ấy. Nhưng mà nhà nước bỏ hỗ trợ cho bố em xây tường. Xây tường, hỗ trợ rồi xây tường xong rồi em mới xây tường cái gì? Xây mê tông ấy. Em đi học về bố em mất rồi. Mẹ em lại bị ốm mất nữa. Thì em về em bảo làm đổi ngược chiều ấy. Nên à. Em mua xây gạch như này. Ừ. Mấy năm trước là xây kiểu như xây mê tông thôi. Ừ. Em có được 18 tuổi ấy nhỉ? Vâng. Trẻ, cứ lấy vợ 3 năm rồi lấy vợ sớm đấy. Bố mất thì mẹ bảo là không có ai giúp mẹ thì bỏ lấy vợ thì em ừ. Lấy vợ. Đúng rồi. Lấy được vợ đi học được hết lớp 10 thì bỏ học về. Học hết lớp 10 là không, mình là bỏ về à? Vâng. Mẹ bị ốm thì về. Ừ.